Chào mừng các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Biển Tuy Hòa vào buổi chiều, người dân xuống biển tắm biển rất là đông này các bạn. Đây là gốc Trần Phú với Độc Lộc. Phía trước chúng ta các bạn thấy có những chiếc xe bán hàng lưu động. Hiện nay ở Tuy Hòa mình thấy có rất nhiều xe bán hàng lưu động phục vụ du khách cũng như là người dân ở các góc phố rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ lại xem xe bán hàng lưu động, xem trong xe thử bán những mặt hàng gì nhé. Rồi, mời các bạn cùng đi với mình. Xe bán hàng lưu động của BBF, hình như là mình thấy bán rất là nhiều những trái cây nè và bảo vệ sức khỏe đến người tiêu dùng. Theo như mình được biết, những cái trái cây này được trồng tại Phú Yên này các bạn. Hương vị từ những sản phẩm organic của để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và BBF ở Sơn Hòa đúng không? Nông nghiệp tỉnh già. Hãy đến ở Cam Nghiêu Đông Hòa này các bạn. Đây là sản phẩm từ trang trại BBF ở Sơn Hòa Phú Yên. Cao nguyên Vân Hòa. Cà chua. Đây là dưa. Em gọi dưa gì em? Dưa đây gọi dưa gì đã? Đây là dưa lưới anh. Dưa lưới các bạn thấy là nay trồng được tại Phú Yên luôn. Giá 114.000. 60.000 ký hả? 60.000 đồng một ký. Những xe bán hàng lưu động của BB Fresh sẽ bán hàng từ 4:30 chiều đến khoảng 21 giờ. BB Fresh sẽ cho ra đời 4-5 xe như thế này và sẽ đậu rất là nhiều nơi ở Tuy Hòa này các bạn. Đây là chiếc xe đầu tiên. Theo như mình được biết thì ngày mai sẽ còn 4 chiếc xe như thế này nữa, rải đều ở những góc phố tại Tuy Hòa, Phú Yên. Những cái xe bán hàng lưu động này rất là tiện lợi. Nó sẽ xuất hiện ở những nơi mà người dân thường tập trung đông. Vào buổi chiều thì xe sẽ đậu ở khu vực này. Nhưng mình thấy là vào buổi chiều và buổi tối thì xe có mặt tại quảng trường 1 tháng 4 này các bạn. Nên những cái xe bán hàng lưu động này không có cố định ở một nơi nào. Những nơi nào mà người dân thường tập trung thì xe này sẽ di chuyển đến nơi đó rất là tiện lợi.